các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tinh quỷ. Trong các loài quỷ Phật kể, có loài hấp tinh quỷ. Vậy chúng hoạt động như thế nào? Khi nam nữ phóng túng tà dâm, ngoại tình, ngoại hôn, không phải vợ chồng hợp pháp mà ân ái vụng trộm, sống lang dạ, tà hành, thì sẽ có hấp tinh quỷ xuất hiện. Tôi có anh bạn, mới đầu rất chống đối các trang website hay khiêu dâm, cho đó là vô đạo đức, sa đọa. Nhưng thời gian lâu dần, anh cho rằng dẫu tình cờ có nhìn thấy cũng không sao. Nào ngờ sau khi tò mò xem thử, nhìn tới dòm lui một hồi, triết rồi anh đâm ghiền. Bỗng một hôm anh tâm sự, các phim, truyện, đĩa sét có nội dung kích dâm gợi dục, không nên xem, phải nói là tuyệt đối không nên xem. Tôi đã bất ngờ nhìn thấy có hình quỷ hiện lên trong các cảnh quay các pha tình dục này, thật kinh hãi quá. Té ra, hôm đó anh lên mạng xem xét, bỗng phát hiện ra trong cảnh quay có hiện tượng lạ. Ngay khi cô gái mại dâm đang tiếp khách, thì phía sau giường ả hiện rõ hình dáng quỷ đang phục sẵn ở đó. Nửa thân trên của quỷ lộ rõ, gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen, tóc dài bù xù, nhìn giống mặt người nhưng trông rất đáng sợ. Con quỷ hiện ở phía sau này đang nhìn chằm chằm vào dâm nữ, điều khiển cô ta diễn trò bẩn thỉu. Nhãn thần ả chứa đầy vẻ khiêu dâm, mê loạn, không còn chút tỉnh táo. Điều này khiến anh bạn tôi bị sốc vô cùng. Kể từ đó anh không bao giờ xem các phim ảnh đồi trụy nữa. Anh xúc động nói, hèn gì mà người xưa nói, các dạng quan hệ, không phải phu thê, đều có quỷ lẫn, quỷ ám. Mà đúng là có quỷ trà trộn vào ẩn trong đó. Kẻ bị quỷ ám sẽ bị chúng hút dần tinh khí thần, càng lúc càng nhiễm tà, càng trở nên ngu đần, mê muội. Một anh bạn khác của tôi, tuy không ưa ra ngoài lăng nhăng, nhưng rất khoái xem xét trên mạng hay trong băng đĩa. Thỉnh thoảng anh cũng xem ảnh khiêu dâm, hình lõa thể hay xét nghệ thuật. Xem được một thời gian lâu, anh kể rằng, bỗng dưng anh cảm giác như có một luồng khí lạnh từ phía sau lưng xâm nhập vào cơ thể, khiến thân trở nên suy yếu, mất tự chủ và cứ ra mồ hôi lạnh. Anh ý thức được hiện tượng này chẳng phải là việc tốt, lập tức đình chỉ, không xem nữa. Thỉnh thoảng hễ theo thói quen có nhớ đến sét thì anh liền khống chế, không cho nghĩ tiếp nữa. Dần dần, trạng thái này ít đi. Đến mức khi mở vi tính, anh chẳng còn muốn xem các mục sét hay phim ảnh đồi trụy nữa, mà vội chuyển sang trang khác ngay. Một pháp hữu có thần thông đã khai mở thiên mục, từng cảm thán nói với tôi, tại sao con người lại có thể làm ra những việc phi nhân cách như thế? Phải hiểu là người có nhiều dâm tâm bất chánh sẽ chiêu dời tà quỷ tới, mà những phim ảnh đồi trụy thường chứa âm khí rất nặng, khiến người ưa xem trào dâng ham muốn rồi bắt chước làm theo, dễ dàng tạo cơ hội cho loài quỷ hấp tinh tìm đến gá vào, suối bẫy thêm, khiến họ không khống chế nổi mình, cả ngày toàn chỉ muốn thực hiện những hành vi dâm ô phi nhân cách. Loài quỷ này không phải ai chúng cũng có thể làm hại, mà chỉ những kẻ nội tâm thường nghĩ tà, đa dục, mê dâm loạn, lập tức sẽ tự chiêu mời chúng tới, và đương nhiên chúng có quyền làm hại. Các băng, đĩa, phim, ảnh sét, bao gồm các trang web đồi trụy, chính là môi trường sản sinh kích thích người phạm tội dâm loạn, và đây chính là môi trường béo bở, là lạc viên của quỷ hấp tinh, quỷ hành bệnh trú đóng. Quý vị đừng cho đây là chuyện không tưởng, là chuyện nhỏ không đáng lưu tâm. Mặc dù hiện thời kẻ phóng túng tà dục không thấy có bệnh gì hiển lộ, nhưng đến khi bệnh bộc phát thì xem như hết cứu. Lúc đó, bạn cử động đi đứng gì đều thấy khó khăn và sẽ nếm trải tháng ngày sống cực kỳ khốn đốn. Đến lúc đó, ngay cả con cái cũng xa lánh bạn. Việc xem xét phóng túng tình dục chiêu hậu quả rất đáng sợ. Thực tế bạn chẳng nên dây vào. Tầm qua hỏi liễu bại thân nhà, do bởi mắt tai ưa dâm tà, dương thế mặc dù chưa xa lưới, chết rồi khó thoát tội hình tra. Kiếp người chưa tới trăm năm, chớp mắt thân này đã mất, chớ nên ham dâm lạc nhất thời mà thọ khổ vạn kiếp. Cũng xin giải thích thêm là khi đoạn phim lẫn ánh chụp cuộc mây mưa bất chính của cặp nam nữ có hiện hình quỷ thấp thoáng phía sau được tung lên, đã phát sinh cơn bão tranh cãi ngay trên cộng đồng mạng. Do hình lưu truyền trong nội bộ, chi hội viên mới được xem.
nhưng đây là chuyện quái lạ hy hữu chưa từng thấy. Dù hình quỷ chỉ hiện thoáng qua, nhưng đủ khiến người xem nổi óc. Phải nói là hiện tượng kinh dị trong hình đã châm mồi cho nhiều cuộc tranh luận bùng nổ, gây ầm náo và dậy sóng, đến nỗi cả vùng Đông Nam Á cấm quảng bá hình này. Riêng tôi đã xem kỹ bức hình, lúc nam nữ đang chìm đắm trong dục lạc u muội, rõ ràng có gương mặt quỷ hiện nơi góc giường nhìn họ kích tình. Gương mặt quỷ này dù chỉ nhìn qua trong thoáng chốc, nhưng đủ khiến ta nổi óc, kinh sợ đến mức hứng tình và dục khởi cũng tiêu tan. Không người nào có thể giả được gương mặt quỷ với phẩm chất quỷ ngoài sức tưởng tượng như thế. Quả chân.